Thưa quý vị, tối ngày 4 tháng 4 năm 2023, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Thiền sư Bomniun Sonnim, Hội trưởng Hội Junto Tịnh Độ Hàn Quốc, Chùa Giác Ngộ quận 10 thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi gặp gỡ chia sẻ kinh nghiệm về an sinh xã hội với Thiền sư thông qua nội dung Đạo Phật vì nhân sinh. Cùng tham gia buổi giao lưu có Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh trụ trì Chùa Giác Ngộ. Thượng tọa Thích Minh Phú, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Sư cô Giác Lệ Hiếu, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc cùng hơn 1.000 đồng bào Phật tử, thiện hữu tri thức cùng tham dự. Mở đầu buổi chia sẻ, Thượng tọa Thích Nhật Từ khái quát sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam qua 42 năm, từ năm 1981 đến năm 2023. Theo đó, với hệ thống tổ chức đồng bộ từ trung ương đến cấp tỉnh, huyện, Phật giáo Việt Nam với 12 lĩnh vực chuyên môn đã thể hiện tinh thần nhập thế cao độ, vượt thắng mọi khó khăn, đóng góp có hiệu quả vào sự phát triển chung của cộng đồng. Trong đó nổi bật có lĩnh vực giáo dục Phật giáo và từ thiện xã hội. Hiện tại, Việt Nam có 48 cơ sở giáo dục Phật giáo chính thức, 4 học viện, 9 trường cao đẳng, 35 trường trung cấp, hoạt động với tôn chỉ lấy trí tuệ làm chìa khóa giải quyết các vấn nạn, nỗi khổ, niềm đau. Thượng tọa cũng cho biết thêm, mỗi năm, ngoài các hoạt động Phật sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam ủng hộ hơn 20.000 tỷ đồng cho công tác từ thiện, chăm lo an sinh xã hội. Đứng đầu 16 tổ chức tôn giáo hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, đây chính là nhịp cầu quan trọng để kết nối cộng đồng với Đạo Phật. Nhân đây, Thượng tọa Thích Minh Phú cũng có những chia sẻ về hành trình phụng sự Đạo Pháp, phục vụ cộng đồng trong 23 năm của mình, nổi bật là Hội Từ Thiện Tường Nguyên do chính Thầy phụ trách. Tiếp theo chương trình buổi giao lưu, Thiền sư Bomniun Sonnim đã có những chia sẻ về các hoạt động an sinh xã hội do Ngài khởi xướng. Khởi đầu từ năm 1988 với hội Junto, năm 1993 với hội Cùng Đồng Hành Join Together Society, năm 1999 với hội Thiện Hữu Good Friend. Thiền sư Bomniun Sonnim cho rằng, Phật giáo với hơn 2.000 năm hình thành và phát triển là liều thuốc hiệu quả nhất chữa lành mọi tổn thương, là cứu cánh tối thắng nhất, mở ra cánh cửa an vui ngay trong hiện tiền. Ngài cũng chia sẻ rằng, sự phát triển không ngừng của xã hội đặt ra nhiều thách thức đối với đời sống con người, nhất là đối với người Phật tử. Càng học Phật, càng phải sáng suốt, mẫn tiệp với mọi vấn đề, đồng thời phải biết cách tận dụng trí tuệ để giải quyết các chướng duyên phát sinh trong đời sống. Đây chính là lời nhắc nhở mà Thiền sư Bomniun Sonnim gửi đến hơn 1.000 Phật tử hiện diện tại buổi gặp mặt. Nhân đây, Thiền sư Bomniun Sonnim cũng tán thán công đức của Thượng tọa Thích Nhật Từ, đứng đầu Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, và Thượng tọa Thích Minh Phú, đứng đầu Hội Từ Thiện Chùa Tường Nguyên. Các hoạt động thiện sự, ý nghĩa mà nhị vị Thượng tọa đã thực hiện chính là biểu hiện cụ thể của tinh thần phụng sự nhân sinh mà Phật giáo Việt Nam đang theo đuổi. Ngài cho rằng Phật giáo hai nước Việt Hàn với mẫu số chung, Hưng Quốc Hộ Pháp, chính là sợi dây gắn kết tình pháp lữ cao quý, là tôn chỉ dẫn đường để có nhiều thêm nữa sự cống hiến cho xã hội, phụng sự cho cộng đồng. Thiền sư Bomniun Sonnim tin tưởng chắc chắn rằng, nỗ lực phụng sự không mệt mỏi của chư tôn đức tăng ni tại Việt Nam sẽ góp phần mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho cộng đồng, đưa Việt Nam vững bước đi lên phía trước. Sau đó, Thiền sư Bomniun Sonnim đã dành thời gian lắng nghe và giải đáp nhiều thắc mắc của quý nam nữ Phật tử, thiện hữu tri thức cùng tham dự. Qua đây, chỉ ra các phương pháp đúng đắn giải quyết triệt để các vấn đề mà đời sống xã hội đặt ra. Được biết, Thiền sư Bomniun Sonnim là một nhà hoạt động vì hòa bình, chuyên gia về hỗ trợ nhân đạo, nhà môi trường học lỗi lạc. Ngài là một trong những cao tăng nổi tiếng bậc nhất tiêu biểu cho Phật giáo Hàn Quốc thời hiện đại, mà những đóng góp về an sinh xã hội cho cộng đồng của Ngài đã tạo nên những chuyển biến rõ nét cho hàng chục triệu người có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều quốc gia khác nhau.